Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Đây, hôm nay mình về có một cái con lộc lộc nhạt hiệu là DBX. Lộc này lộc đại size lớn nha anh em, nhưng mà giá rẻ. Cái mã là 2231 DBX 2231. Thì ở đây là nó có tới 62 cái cần gẹt, thì một kênh là nó 31 cái. Tình trạng máy lọc này còn hát và men gin nè, còn hát tốt và men gin. Thì nói chung hàng cũ đã qua sử dụng, này mình test hát cũng rất là ok, chắc âm hay. Thì tình trạng cái lọc anh em để ý là nó hiếu. Đây mình mở lát lên cho anh em thấy. Thì cái lọc này hàng cũ đã qua sử dụng thì nó có một hai cái lỗi lật dập. Thì ở đây hai cái cần gạt đẩy này nè, đó, nó bị gãy hai cái ha. Thì nó nằm ở chính giữa đó. Đó, hai cái cần gạt này bị gãy, còn lại thì đủ ha, ở dưới cũng đủ luôn đó. Hình như cái đồ này nếu mà riêng là nó sẽ có một cái núm đậy lời nữa, nhưng mà cái này không có. Thì tình trạng con máy sau thì mình bán như vậy với bao cho anh em là còn sử dụng thôi ha. Nhưng mà bán giá rẻ đàng hoàng anh em. Hàng này nói chung bán giá cũng rất là hợp lý. Ở đằng sau thì con máy này mình bán gồm một máy và một dây nguồn. Công tắc nguồn con này ở đằng sau nha. Anh em điện thoại chờ tí xíu mình rảnh mình gọi lại thôi. Nhiều khi gọi không nghe thì chờ tí xíu em gọi lại nghe anh em. Đây, cái công tắc nguồn nè, nằm ở đằng sau máy. Con này size lớn anh em. Chứ kiểu như kêu bằng lọc đại vậy đó, lọc xì. Con này ghép cho men đẩy âm ly rồi đều được. Ở đây in nè, bằng ao nè. Anh em muốn sử dụng cái gì thì anh em mình tự ghép nha. Cái nắp này có tút lại cho anh em rồi nha anh em nè, nó phun sơn lại rồi nha, xong làm nó cũng đẹp ạ. Con lọc này bán anh em 1.300.000 nè, quay cho anh em xem cái gột luôn nha. Xem cái gột thôi coi ok không nha. 1.300.000 con lọc này nha anh em. Đó, lọc tình trạng nè. Máy đẹp chưa? Linh kiện rất là nhiều nha anh em. IC đủ. Rất là... mà thấy rất là chất lượng. Nói chung hàng DPF này là thương hiệu cũng có tiếng, và hàng này cũng dạng hàng xịn luôn rồi nha, chứ không phải hàng nhái mà nhái điểu đâu. Anh em thấy cái trạm cái dắt rồi nó xài là được thiết kế bằng cái trạm trạm gài, trạm ghim đó, socket đó. Ở đây chạy hai cái tăng phô riêng nè, một kênh chạy một cái tăng phô nguồn và có relay đầy đủ nha anh em. Đó, cái dưới và cái trên thì chúng ta bật nguồn lên thì có cái tiếng relay đóng nữa mới được, mới ra tiếng nha. Bạn thấy bo mạch rất là đã ha, rất là nhiều IC. Còn cái phần linh kiện, các bạn thấy cái mạch này là mạch hai lớp luôn nha. Ở chân hàng ở trên và chân hàng ở dưới nữa, chứ không phải mạch thường đâu nha các bạn. Lọc này lọc xịn, xài rất là bền nha. Thì cái vỉ này ở trên nó thiết kế sau là cái vỉ dưới y vậy, tương ứng với kênh bên trái và kênh bên phải. Rồi 1.300.000 lắp vô test cho anh em nha. Thấy các bạn thấy mạch máy đâu còn đẹp nha, nắp bọng ok luôn. Rồi đây mình lên nguồn và test cho anh em nghe thử luôn nè. Cái này lưu ý anh em dặn về không, cái tiếng nó vẫn ra nhỏ nha. À, và hai cái nút ở trong nè, nút ở ngoài là mình không tính nè, mình tính nút ở trong nó EQ bypass là mình nhắn vào là sẽ không dùng qua phần lượt, còn mình nhả ra là dùng qua phần lượt nha anh em. Y như là thế này nè, nhắn vào là như nó không có qua lượt, nó chạy thẳng. Rồi bây giờ mình nhả ra ha. Rồi vậy thôi. Còn cái phần ga thì bây giờ sẽ dặn lớn lên nè.
mình đang test qua cái con ai răng anh em thấy bóng đèn đó nè, dặn lớn cái kênh còn lại nè. Này hình như là để chính giữa là nó chỉnh, còn anh em muốn tăng chỉnh thì tùy. Ngắt lực nè anh em, bây giờ mình sẽ bỏ cái lọc ra luôn ha. Đó, khi mà tiếng bỏ lọc thì tiếng nó bình thường nè, bây giờ mình nhả ra sử dụng cái lọc. Tiếng chép âm thanh nó bén hơn, chi tiết hơn. Rồi thì con máy là như thế. Rồi bây giờ cái nút tắt nguồn ở đằng sau ha anh em, khi mà chúng ta tắt nguồn là nhạc nó sẽ chạy qua hẳn luôn. Rồi mình mở nguồn lên lại đó. Khi mở nguồn lên thì trong cái máy mình nó sẽ có hai cái delay, nó đóng cấp là ok, là nó sẽ sử dụng qua bình thường, còn mình tắt là nhạc sẽ chạy tự động qua hẳn, rất là hay. Muốn xài thì mình mở lên, còn không xài cũng dặn hát luôn nha anh em. Rồi thì tình trạng con máy là anh em lưu ý hai cái cần gạt này nó bị hiếu ha, nhưng mà mình hát vẫn cái chất âm nó vẫn còn rất là hay. Thì lọc nhạc là nó hỗ trợ cái tiếng chúng ta chi tiết, bass trung chép nó rõ ràng, anh em căn chỉnh theo ý thích của mình. Rồi thì tình trạng cái con này mình thanh lý cho anh em giá 1.300.000 nha anh em. DBX2231 nè. Đó, hàng này còn sử dụng tốt luôn. 1.300.000, giá cũng rất là ok. Anh em nào ưng thích thì mình mua về sử dụng nha anh em. Ở đây là mình bán gồm là một đầu hu và một cọng dây ấy, một cái đầu và một dây nguồn. Còn cái mấy cái dây mà tín hiệu là anh em tự ghép nha. Đó, cái dây đó mình không có bán, mình chỉ bán cái đầu thôi. Rồi cảm ơn anh em, lên ga lại chờ lớn tí nữa. Rồi tiếp đến lên cho anh em một con The Non nè, này là đầu đĩa CD The Non 587 tới giờ nha anh em. Con này sản xuất 5 8 7 8 8, ở hàng nội địa, hàng Nhật, xài điện 100V. Tình trạng thì con này là còn nguyên đủ đồ, còn nguồn mà phần đĩa nó không chạy, không đọc. Ở này bán xét anh em 300k, cắm điện được còn ngon hết nha. Rồi bây giờ mình quay đằng sau cho anh em xem rồi tháo nắp ra luôn ha. Đây, dương cái ghế. Đó. Rồi đây đằng sau nè. Nắp cắt dày nha anh em, hàng ngày xưa mà đồ nội địa nữa là các bạn hiểu rồi đó. Cái nắp này không là cũng trên 2kg, nặng lắm. Rồi bên trong nè, này bán sát còn nguồn, cắm điện bình thường đó. Tình trạng là máy men IC, mạch bọng đồ là thấy nguyên dạng, không có cháy nổ, không có hai, không có sửa gì hết nha. Ở IC rất là nhiều anh em. Con đầu đĩa mà xài cặp tụ trà ná nè, 50V lưng nè, tăng phô zin nè, này điện 100V nha anh em. Đó, phần đọc đĩa bên đây. Rồi cái này bán xét anh em 3 sỉ đó. Về mình nghiên cứu chế cháo, sửa được thì vô, còn không sửa được thôi. Chung ưng thì anh em ủng hộ nha. Đây lên điện cắm nguồn thử cho anh em luôn ha. Này cắm điện 100V nha anh em, thì tình trạng còn nguồn bình thường nè. Cắm điện lên nè. Đó, cắm điện lên ha. Này nói chung nó chạy còn thấy ok lắm nha. Nè bấm đĩa nè. Đó, bấm đĩa. Bấm đĩa nó ra tí xíu rồi anh em. Lúc ra lúc không. Nó bị phần cơ bị bó, bị cứng,
với lại con mắt đĩa, họ bỏ đĩa giờ không thấy nó đọc. Cái này bấm nó không vô ha, mình đẩy vô nè. Rồi tình trạng nó vậy đó anh em, như là bán lỗi anh em mà nghiên cứu đi. 300k cộng ship, đặt hàng chuyển tiền trước nha anh em. Đời 5 xịn điện 100V nha.